Ê, xả nút hay gài nút? Xả thì nó sẽ phong trần hơn. Vậy hả? Hết đồ mặt rồi. Đậu quay ra trước hay quay sau? Quay trước hay quay ra sau? Chưa, không quên nữa, biểu điện. Vậy lấy lại 80 hay lại 120 ạ? À? Lấy lại 120. Anh đứng giống như là đang phơi muối, dạng mới vô hành được. Ừ à. Ừ, tại không, cổ nó đen, đen lắm luôn, đen như thế này nè. Thì nó sẽ bị tị liền. Năng động rồi, có không? Cái sàn mình rửa dưới đó đó, cô rửa xong rồi, xay nguyên liệu, xay cả tôm, đây là tỏi. Tỏi đã được xay nhuyễn. Xay con làm rồi. Tỏi đã được xay nhuyễn rồi. Dạ. Nên nó cay lắm á. Cay lắm. Ớt đẹp lắm. Rồi giờ cô chỉ cho con coi á, đây là ớt. Dạ. Ớt đặc. Phải cô, đợi cô. Dạ. À, cô chỉ nha con, đây là ớt nha. Dạ. Ớt này nè đã được lặt cuốn bỏ. À. Rửa. Dạ. Rửa rồi xay nhuyễn. Dạ. Xay nhuyễn thế này cho nó càng nhuyễn thì càng có màu đẹp. Dạ. Lúc xong rồi thì cắt. Này nó òn á. Ủa nó bị gì, nó không ăn điện rồi. Ủa nó có chạy mà như nó. Nấu con, nấu cho cái này nó khô, nó rút nước bớt. Để mình lên nhiều nước ướt. À. Đây không nổi à. Nó bị phải giãn quá đó con. Dạ. Kéo lên không nổi. À, giống như nó bị mòn, nó không có độ bám á, còn nó bị trơn á. Rồi kia cả. Con thấy nhẹ không? Cô đổ cho con. Dạ thơm. Thích mũi luôn á, nghe thích quá. Bên đó to thì mình xay lại. Đi. Sáng
Đường rồi. Tải hình giấy xoài cái xét là mình đặt thầy nói nghe nè, con ở nhà còn lúa nhiều lắm, con ở nhà để tải ra bữa nay cho thăm dưỡng cho ăn đi giờ lên ít học nhà quê coi cô khiêm tốn quá. Sáu tuổi mới tưởng là 59 tuổi à. Ai bỏ hỏng thằng kia nó còn nhiều hơn để tao ra ra bảo con nói con tầng nào cũng theo dõi theo cái danh hiệu con công nhận bà dần lấy giải 100 triệu vô lúc mà anh Trấn Thành lúc mà anh muốn cô tôi đã nói cuối cùng giờ giờ rồi đó là anh tặng đi thôi thôi được rồi đem muốn mỹ dân theo nghe ta xin chứ đem theo cho thật cho ra, bị cắt thôi lỡ rồi mà cho nó dư dư vậy đó, về cắt bớt. Vô đi Giang. Đây.
là nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cụm từ muối ớt tôm Tây Ninh, một vị cay nồng thơm nước mũi. Muối tôm Tây Ninh ngon, dễ mà tiệc to hay tiệc nhỏ, bữa ăn của người giàu hay dân nghèo đều không thể thiếu. Nhưng các bạn có biết cách mà người dân Tây Ninh đã làm ra món đặc sản này như cũng là muối, nhưng khi nhắc đến Tây Ninh, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cụm từ muối ớt tôm Tây Ninh, một vị cay nồng thơm nước mũi. Ớt tôm Tây Ninh dù là tiệc to hay và chưa có ăn, chưa ăn muối chị nhau và rất dễ ăn cho dù là Tây Ninh ngon, dễ mang đi đường dài, dễ chia nhau, dễ ăn. Một con này dễ mang đi đường dài, dễ chia nhau và rất dễ ăn cho dù là tiệc to hay tiệc nhỏ. Trong bữa ăn của người giàu hay dân nghèo đều cũng là muối. Nhưng nhắc đến Tây Ninh thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cụm Tây Ninh ngon. À, một vị. Tôm Tây Ninh thì chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cụm từ muối ớt tôm Tây Ninh. Một vị cay nồng. Đúng không? Đúng rồi, mình nghe mất rồi. Muối tôm Tây Ninh ngon, dễ mang đi đường xa, dễ chia nhau hả? Thôi được rồi.